Shop gốm Nhật qua giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Có số Zalo khuyến khích khách hàng gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo để tiết kiệm được chi phí cũng như là thuận tiện cho việc trao đổi hình ảnh của sản phẩm và thông tin khi gửi hàng. Và do cái chính sách của YouTube đó, khi các anh chị mà bình luận ngoài YouTube đó thì shop sẽ chậm phản hồi hơn so với những cái tin nhắn hay là gọi điện trực tiếp qua số di động hay là Zalo. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ hay là nhấn cái nút chuông đó để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái ly gốm mộc rất là đẹp. Cái ly này ở Nhật thì nó được sử dụng để uống trà. Cái ly này nó được tạo hình xù xì, nhìn rất là độc đáo. Với cái kiểu men loang lổ nhìn khá là ấn tượng. Nó tạo hình theo cái phong cách mộc mạc rất là đẹp, ngẫu hứng. Men nó được phủ bên trong lẫn bên ngoài, nhìn rất là hay. Đáy nó có truyện ký của nghệ nhân như thế này. Đây là những sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày nặng, men cực chất. Cái ly này nó cao 8.5, đường kính miệng của nó là 7, đường kính thân của nó là 7.5. Mã sản phẩm là H1 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà men ngọc Celarong. Cái dáng hay, cái dáng này nè, nó được khắc tạo hình giống như bát giác vậy đó, nhìn rất là độc đáo. Và trên cái thân ly này nó vẽ cái hoa hoa dây, họa tiết nó được vẽ âm vào trong cái cốt sứ rất là tinh xảo, vẽ toàn thân cực kỳ tinh xảo và công phu. Đáy có ấn truyện, cốt dày nặng, men rất là đẹp, cao 8.5, đường kính miệng là 6.5, mã sản phẩm là H2 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bát hay là một cái dĩa sâu lông gốm mộc tạo hình xù xì với phong cách mộc mạc, đặc biệt là cái kiểu men. Cái kiểu men nó nhìn rất là ấn tượng các anh chị nè. Nhìn cái kiểu men đó nè, nó giống như cái kiểu men oni vậy đó, nhìn rất là độc đáo. Đây là những cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công mà ở Việt Nam chúng ta hay gọi là gốm vuốt tay, và chúng ta biết những cái sản phẩm gốm vuốt tay của Việt Nam thôi thì cái giá trị nó cũng cực kỳ là đắt đỏ ở tại Việt Nam, do nó là những cái nghệ nhân rất là nhiều kinh nghiệm. Tuy nó mộc mạc nhưng mà nó lại rất là tinh tế, mộc mạc thô ráp nhưng lại cực kỳ tinh tế. Cái mác này nó cao 4.5, đường kính là 14, mã sản phẩm là H3 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm thuộc cái dòng gốm mộc, nhưng cái sản phẩm này nó là một cái tô gốm Shino. Shino là một cái dòng gốm đặc trưng của Nhật, với cái cốt gốm nó có chứa nhiều oxy sắt cho nên khi mà nung á, nó tạo nên một cái màu rất là đặc trưng, đó là cái màu đỏ cam. Đây là một cái sản phẩm đặc trưng của Nhật, không thể nhầm lẫn với những cái dòng gốm của những cái quốc gia khác. Cái đặc điểm đặc trưng thứ hai của Shiono đó là trên cái bề mặt gốm nó rất là nhiều cái lỗ khí, nó tạo nên cái bề mặt xù xì cực kỳ độc đáo. Và những cái tô này người ta gọi là cái tô Shino hỏa biến, do chúng ta thấy là cái màu men của nó nè là nó giống như cháy xém do cái lửa trong cái lò nung đó, cho nên nó gọi là hỏa biến, tức là biến đổi do tác động của lửa. Cái tô này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa, cốt nó sâu tuổi, chúng ta thấy cái phần ở cái trôn nè không không phủ men đó thì nó rất là sâu tuổi. Tô này cốt dày nặng, men cực chất, rất là đẹp. Cái tô này thì nó rất là to, bên ngoài nó rất là to, hiếm gặp cái dòng Sino mà nó to như thế này.
tô này cao 9, đường kính 19 năm, mã sản phẩm H4, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cha quan. Cha quan là tiếng Nhật, tiếng Việt chúng ta gọi là cái chén trà, nhưng mà chén trà nó dùng trong trà đạo. Ở đây chúng ta cần phân biệt giữa những cái ly, cái chén uống trà thông thường và cái cha quan. Do ở Nhật đó thì nó một cái có cái phong cách trà đạo, tức là khi uống trà họ nâng lên thành gọi là một cái nghệ thuật. Thì những cái cha quan là họ sử dụng trong trà đạo để uống cái trà matcha. Trà matcha là những cái đọt trà non họ xay nhuyễn ra và họ để trong cái cha quan này nè, họ để khoảng 1/3 trong cái lòng của cha quan này thôi, và họ đánh bằng một cái loại chổi chuyên dụng, cái cây đánh trà được làm từ tre cực kỳ công phu. Để hôm nào shop sẽ giới thiệu cái cây đánh trà đến với các anh chị. Cái cha quan này nó được tạo hình xù xì, nhìn rất là hay. Bên ngoài trên vành đó nó vẽ một cái dấu thiền. Dấu thiền tức là cái vòng tròn không khép kín, nó mở ra vô tận, nó liên quan đến những cái điển tích trong thiền tông ở Nhật. Và ở nửa bên dưới đó, 2/3 bên dưới nó phủ cái men màu xanh đồng, nhìn cực kỳ tinh tế, với cái màu men nó giống như những cái vết trổ đồng, nhìn rất là độc đáo. Đây là những cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày nặng, men cực chất. Chén này nó cao 8, đường kính 12 năm, mã sản phẩm là H5, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm cực kỳ độc đáo. Cái sản phẩm phẩm này đó thì bên ngoài nó cái màu nó đỏ, nó đậm hơn ở trong video. Cái sản phẩm này thường thì những cái các bạn mà bán gốm sứ hay là các anh chị mà chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta dễ nhầm lẫn nó với cái dòng Bizen. Nhưng mà thật ra đó, cái sản phẩm này nó thuộc cái dòng E-Gizen, cũng giống như Bizen. Đây là một trong những cái dòng gốm cổ cùng với Tamba, Iga, Shigaraki. Cái dòng này nó vừa giống Bizen và nó vừa giống với Shigaraki. Cái màu sắc thì nó khá giống Shigaraki, nhưng mà cái cốt gốm thì nó lại gần giống như Bizen. Rất là dễ nhầm lẫn với các anh chị mà chúng ta chưa có tìm hiểu hoặc là chúng ta không có kinh nghiệm tiếp xúc thực tế. Với những cái các bạn mà bán hàng hay là những cái shop mà bán hàng ví dụ như nhiều, nhưng mà nếu chúng ta không có tìm hiểu hoặc là chúng ta không có trải nghiệm thực tế với những cái sản phẩm như thế này, chúng ta rất là dễ nhầm lẫn cái dòng này với Bizen. Nó cực kỳ giống nhau. Và cái này nè thì nó gọi là một cái tống đại, giống như một cái chén trà đại dùng trong trà đạo. Cái trà matcha nó sẽ được đánh trong này, sau đó nó được rót đều ra những cái chén trà, những cái cha quan đó. Và với những cái tống lớn như thế này, tống đại như thế này là nó giống như một cái ấm trà lớn đó anh chị, dùng trong những cái buổi trà đạo đông người. Thì trà matcha sẽ được đánh trong đây và sẽ rót đều ra các cái chén trà, những cái cha quan đó để thưởng trà trong những cái trà thất. Đây là những cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày nặng, men cực chất, rất là đẹp, rất là hiếm gặp cái tống đại như thế này. Ở Việt Nam chúng ta thì thường gọi chung những cái dòng này là gốm mộc, và ở Nhật thì nó rất là nhiều cái dòng gốm mộc, nhưng mà những cái dòng gốm cổ mà không tráng men như thế này thì nó khoảng vài dòng. Trên vành này thì nó có một cái vết trầy nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Với những cái dòng gốm mộc như thế này thì nó không ảnh hưởng gì cả. Tống này nó cao 9.5, rất là to, đường kính là 18 năm, nó giống như cái tô đó các anh chị. Mã sản phẩm là H6, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gốm Bizen. Đây, Bizen thì cái dạng này nó khá là hiếm gặp, và cái hiệu ứng này nó cũng gọi là cái hiệu ứng Goma, tức là hiệu ứng rải hạt mè hay là hạt vừng.
ở miền Nam gọi là hạt mè, ở miền Bắc gọi là hạt vừng. Cái vết này nè là cái vết nhựa thông và tro than trong quá trình nung gốm nó tạo nên. Cái bình này cái dáng rất là hay. Cái bình này thì ở trên cái vành miệng đó nó có những cái vết mẻ như video, nhưng mà với những cái dòng gốm mộc như thế này á thì những cái vết nó như đó nó không đáng kể. Đáy nó có cái truyện ký của nghệ nhân, truyện ký tay. Bình này dáng rất là hay, cái cổ và cái miệng rất là nhỏ. Bình này nó cao 16, đường kính miệng 5. Cái dòng thân là 40, mã sản phẩm là H7, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu. Cái này cái chức năng của nó đó, đúng chức năng của nó là một cái chậu cắm hoa Ikebana. Cắm hoa Ikebana là một cái trường phái cắm hoa dạng thiền, tức là cắm hoa theo phong cách thiền của Nhật Bản. Nó nằm lên thấy giống như cái gọi là hoa đạo đó các chị. Ở Nhật nó có trà đạo và hoa đạo, tức là cái trường phái cắm hoa. Trong cái trường phái Ikebana này thì nó có những cái chi nhánh, cái chi nhân phân nhánh nhỏ với cái phong cách cắm khác nhau. Cái chậu này thì nó chất liệu nó là gốm mộc, tạo hình xù xì với những cái đường rãnh giống như cái ruộng bậc thang, nhìn rất là độc đáo. Ví dụ ta úp ngược lại nó giống như cái ruộng bậc thang vậy đó, nhìn rất là ấn tượng. Đây là những sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo và công phu. Đáy nó có chữ ký của nghệ nhân. Cốt dày rất là nặng. Đây là những sản phẩm được chế tác cực kỳ tinh xảo và công phu, hoàn toàn thủ công. Cao 12, đường kính là 18, mã sản phẩm là H8, giá 250k, nặng khủng khiếp các anh chị. Những cái sản phẩm đó ngoài việc để cắm hoa thì nó trưng bày rất là đẹp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gốm xưa rất là đẹp. Một cái bình hoa gốm mộc này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa, rất là đẹp. Nó tạo hình xù xì với cái thân nó được ấn lõm nhẹ vào cái chỗ này, nhìn rất là duyên dáng. Cái bình này nó được chế tác thủ công với cái vết nhựa thông và tro than trong quá trình nung men. Nó tạo nên cái hoa văn nhìn rất là tinh tế. Trên bình nó có cái vết mẻ như thế này, cái miệng đó. Và đáy nó cũng có cái trơn chân đó đó, cũng có những cái vết mẻ nhẹ như thế này. Nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay chức năng. Với những cái sản phẩm mà gốm mộc đó, thì những cái vết như vậy nó càng làm tăng thêm cái vết thời gian tác động lên, cũng như là cái vẻ xù xì cho tác phẩm. Những cái bình này các anh chị trưng bày hay là chúng ta cắm một cái đóa hoa hay là một hai ba cành hoa thì nó rất là đẹp. Cái bình này nó cao 20, đường kính miệng là 2.8 chưa đến 3. Cái dòng thân nó là 32 năm, mã sản phẩm là H9, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gốm rất là đẹp. Đây là một cái bình hoa gốm mộc.
với cái cốt gốm mộc mạc nhìn rất là tinh tế. Trên thân nó vẽ cái cành hoa, họa tiết nó được vẽ bằng men âm vào trong cái cốt gốm nhìn rất là độc đáo. Cái bình này nó được chế tác thủ công với cái phong cách phóng khoáng, tạo nên cái vẻ xù xì nhìn rất là ấn tượng. Trên thân nó phủ cái men rạng, trên cái nền men nó vừa lai giữa cái màu màu xám và vàng nhạt đó, cái màu này rất là lạ. Bình này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng, đáy nó có ấn truyện nè, và nó được ghi và là cái ngày, cái thời gian sản xuất là tháng 2 năm 1956. Bình này nó cũng là sâu tuổi đó anh chị, cốt dày rất là nặng. Cái bình này nó cao 23, đường kính miệng của nó là 8. Dòng thân của nó là 39 năm, mã sản phẩm là H10, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gướm rất là đẹp. Cái bình này dáng hay với cái bụng to 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 tròn, cổ nhỏ, miệng leo nhẹ. Trên thân có cái bình này nó vẽ cái họa tiết là cây tùng. Cây tùng trong văn hóa phương Đông, cây tùng nó gắn với cái trượng phu, thể hiện cho cái sự mạnh mẽ, chịu đựng gian khổ. Và cái họa tiết này nè, nó được khắc âm vào trong cái cốt gốm, sau đó nó mới được vẽ cái màu men xanh lá cây trên cái nền men nâu của cái bình, nhìn rất là ấn tượng. Và cái họa tiết này nó được vẽ tay cực kỳ tinh xảo và công phu. Cái này nó không phải vẽ nữa, mà nó giống như là nó được khắc các anh chị, nó được khắc âm vào trong cái cốt gốm. Và cái bình này nó được vẽ, cái họa tiết nó vẽ rất là bay bổng, phóng khoáng, nhìn rất là hay. Đặc biệt là cái cốt nó dày, rất là nặng. Bình này cốt nặng lắm. Bình này nó cao 17 năm, đường kính nó là 7, đường kính miệng 7. Bình này thì cái dòng bụng nó là 45 năm, mã sản phẩm là H11, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình gốm. Một cái bình gốm rất là đẹp. Cái bình gốm này thì nó cái dáng nó thon hơn, cái dáng nó khác với cái bình vừa rồi đôi chút. Trên cái thân của cái bình này thì nó vẽ cái họa tiết là sơn thủy. Họa tiết sơn thủy rất là đẹp. Cái họa tiết này nó cũng được vẽ âm vào trong cái cốt gốm, và nó được vẽ bằng cái men màu xanh lá cây trên cái nền men đen, nhìn rất là độc đáo. Họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công, chúng ta hay gọi là vẽ tay đó, cực kỳ tinh xảo và công phu. Cái men bóng rất là đẹp. Cái bình này cao 18, đường kính miệng 8.5. Cái dòng thân của nó là 40, mã sản phẩm là H12, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo là một cái chậu gốm. Cái chậu này thì các anh chị chơi gốm sứ hay gọi chung là cái chậu gốm mộc. Một số các anh chị thì dễ nhầm lẫn cái dòng này với cái dòng bizen, nhưng thật ra cái dòng này nó gọi là cái dòng tamba, xin lỗi, dòng iga, iga chứ không phải là tamba. Thì cùng với tamba
Bizen hay là Shigaraki. Cái dòng Iga là một trong những cái dòng gốm cổ của Nhật, và trong cái lịch sử hàng ngàn năm của mình thì đây là một trong những cái dòng gốm nó không hề phủ men. Cái màu này nè chị, các anh chị, đó là cái màu do cái vết nhựa thông và tro than cùng với cái khoáng và cái vị trí của sản phẩm trong lò nung và cái nhiệt độ của lò nung mà nó tạo ra cái màu sắc cũng như là cái hoa văn khác nhau. Ngay cả nghệ nhân cũng không thể nào quyết định được cái sản phẩm đó nó sẽ ra cái màu như thế nào. Những cái tác phẩm gốm mà không phủ men như thế này, nó đều là những cái sản phẩm độc bản, không có cái thứ hai giống như vậy. Do cái màu sắc hay cái hoa văn của nó không thể nào lặp lại, giống như cái dấu vân tay người vậy đó. Cái này nó không phải là men nha, mà nó là cái màu gốm tự nhiên, và cái những cái vết màu này nè, màu giống như màu xanh đó, nó là cái vết nhựa thông và tro than trong quá trình nung gốm. Cái màu đen này là do vết cháy xém của lửa tạo nên, nó là hơi thở, tổng hòa hơi thở của đất, gió và lửa cùng với cái sự tài hoa của con người. Thật ra thì rất là dễ nhầm lẫn. Các anh chị mà hoặc là các bạn bán gốm đó không có kinh nghiệm thực tế, không được tiếp xúc nhiều với những sản phẩm này và không có cái sự tìm hiểu thì rất là dễ nhầm lẫn nó với cái dòng bizen. Cứ thấy đen 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 thì hay gọi là bizen thì nó không có chính xác. Cái này nó là cái dòng Iga. Đây là cái truyện ký của nghệ nhân. Đây, cái truyện ký rất là rõ ràng. Đây do cái ánh sáng đó. Đây, ánh sáng thì chúng ta nhìn nó không rõ được như thực tế. Ở giữa nó có chữ sơn đó. Cái chậu này bên ngoài nó rất là to, cốt dày cực nặng. Cái chậu này thì cái chức năng chính của nó đó, nó cũng là cái chậu cắm hoa Ikebana, tức là cắm hoa dạng thiền. Nhưng mà về Việt Nam chúng ta đó thì nó dùng để làm cái chậu thả hoa, cắm hoa hay là một cái âu trà, tức là các anh chị chơi trà đó, người ta để cả bộ trà vào đây để người ta làm nóng nó trước khi mà pha trà đó. Và những cái chậu này thì chúng ta trưng bày cũng rất đẹp. Có anh chị thì dùng để giống như cái chậu bonsai đại cũng rất là hay. Cái chậu này là nó cao 8.5, đường kính miệng của nó là 29, đường kính thân của nó là 32, 31 năm 32, mà sản phẩm là H13, giá 450k, rất là to. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gướm mộc rất là đẹp. Cái bình này nó cái dáng nó cao thanh với cái kiểu men nhìn rất là ấn tượng, cái kiểu men xù xì cùng với những cái hoa văn đó ngẫu hứng, nó tạo nên cái vẻ ngoài cực kỳ là ấn tượng. Và cái dáng nó cũng xù xì nữa chị, và ngay cả cái kiểu men nữa đó, các anh chị mà gặp thực tế bên ngoài chúng ta thấy nó rất là độc đáo. Đây, nó xù xì như thế này nè, nhìn nó rất là ấn tượng, cực kỳ là ấn tượng. Nó gần gần giống với Oni, nhưng mà cái vết mà co nhúm của nó đó là nó nhỏ hơn so với Oni. Đây chúng ta thấy nè, nhìn rất là ấn tượng, nó giống như cái da cóc vậy đó. Chúng ta gọi nôm na nó giống như cái da cóc vậy, nhìn rất là hay. Đây, bình này chúng ta ở bên ngoài chúng ta sẽ cảm nhận nó hay hơn. Đó, cái da nó xù xì giống như cái da cóc vậy đó, giống như cái da cá sấu vậy đó các anh chị, nhìn rất là độc đáo. Kết hợp với cái những cái hoa văn như thế này nè, nó tạo nên cái vẻ ngoài rất là ấn tượng. Và đặc biệt là chúng ta thấy nè, cái kiểu men trên cái vành của nó đó giống như là tuyết nó đang tan ra vậy đó. Đây là những cái sản phẩm được chế tác thủ công cực kỳ tinh xảo, cốt dày rất là nặng.
đấy, nó có cái chuyện ký tay của tác giả, có cái chuyện ký tay âm vào trong cái cốt gốm rất là rõ ràng. Ở Việt Nam chúng ta hay gọi là cái gốm vuốt tay, và chúng ta biết đó, gốm vuốt tay ở Việt Nam thôi thì nó cũng rất là có giá trị, rất là được các nhà sưu tầm đánh giá cao, và cái giá nó cũng rất là cao. Ở Nhật cũng vậy, cái bình này nó cao 28, rất là cao, đường kính là 10, đường kính miệng 10, dòng thân của nó là 43, mã sản phẩm là H14, giá 650k. Và cái bình này nó cũng thuộc là cái sản phẩm xưa, bên ngoài nó thì cái màu thời gian nó rất là rõ. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo, sản phẩm cực kỳ ấn tượng, một cái bình gốm Bizen. Một cái bình hoa gốm Bizen rất là đẹp, cực kỳ ấn tượng. Cái dáng xù xì và cái màu rất là lạ, rất là độc đáo. Cái này nó gọi là Bizen xanh, tức là cái Bizen, cái màu nó đó, cái màu nó đậm hơn so với những cái bình Bizen thông thường. Cái này nó gọi là Bizen xanh, cái màu sắc nó rất là ấn tượng. Để gần lại các anh chị sẽ dễ quan sát hơn, do để gần thì nó sẽ không nhìn được tổng quà. Ở đây nó có hai cái hiệu ứng, cái hiệu ứng này nó gọi là cái hiệu ứng yếm khí. Nó sẽ dùng một cái mảnh gốm nó che, nó tạo nên cái vệt nắng loang lổ, giống như cái vệt nắng loang lổ chị trên cái bình này. Và thứ hai là cái hiệu ứng này nè, tức là giống như cái hiệu ứng mà bắn những cái tro than và nhựa thông, thì giống như cái bình này nó được vớt lên từ cái đáy biển vậy đó. Chúng ta nhìn giống như là rong rêu mà nó đóng trên cái bình này đó, nó gọi là cái hiệu ứng đại dương, hiệu ứng biển sâu đó. Cái bình này nó gọi là cái bình Bizen xanh, rất là hiếm gặp cái dòng Bizen xanh này. Chúng ta nhìn vào giống như là nó được ngâm trong cái nước vậy đó, và nó bị rong rêu nó phủ lên, mà thật ra nó là do cái vết tro than cùng với cái nhựa thông nó đóng, sau đó tro than nó đóng lên cái vết nhựa thông đó, nó tạo nên cái vẻ xù xì như thế này, cực kỳ là ấn tượng. Bình này được chế tác hoàn toàn thủ công, chúng ta thấy nè, trên thân nó đó, nó có được tạo những cái vết hằn, vết lõm ở dưới chân đó, nhìn rất là hay. Cái màu này nó gọi là Bizen xanh. Đây chúng ta thấy là cái hiệu ứng yếm khí, nó dùng một cái mặt, cái miếng gốm đó nó che cho sản phẩm chỗ đó, để nó tạo nên cái vết giống như cái màu nắng mà nó chạy trên cái thân mình như thế này, rất là hay. Đây chúng ta thấy là nó giống như là bị đốt cháy vậy đó, cái bình này nó giống như nó bị đốt cháy. Và đây là cái truyện ký của những nghệ nhân được ký tay âm vào trong cái cốt gốm. Bình này cốt dày, rất là nặng. Đây là một trong những cái dạng hiếm của Bizen. Bình này cao 27, đường kính là 12. Cái dòng thân của nó là 36 năm, mã sản phẩm là H15, giá 1 triệu mốt, cực nặng các anh chị. Sản phẩm tiếp theo là một cái siêu phẩm, một cái bình gốm Bizen siêu to khổng lồ, cực to luôn các chị. Bình này nó to khủng khiếp, đặc biệt là cái dáng nó cao.
Chúng ta thấy nè, cái vết này nè không phải là cái vết phủ men nha, cái vết này là cái vết nhựa thông. Cái vết nhựa thông, nghệ nhân họ dùng nhựa thông họ quét lên trên cái sản phẩm, và sau đó đó thì cái vết nhựa thông trong cái gỗ mà nó đốt cái lò đó cùng với cái tro than nó tạo nên cái màu sắc như thế này, cực kỳ ấn tượng. Bình này dán rất là đẹp. Cái dán cao thanh, tuy rằng nó rất là to, cái bình này gọi là bình siêu to khổng lồ đó. Rất hiếm gặp những cái sản phẩm gốm mộc, đặc biệt là bezel mà nó to như thế này. Hiện tại các anh chị muốn kiếm trên thị trường rất là khó. Cực kỳ to. Và cái hoa văn nó tạo nên cái vẻ ngoài cực kỳ là ấn tượng. Cái hiệu ứng này nó gọi là cái hiệu ứng goma, tức là cái hiệu ứng vải hạt mè hay là vải cái hạt vừng trên cái sản phẩm. Cái này là do cái vết tro than nè, nó đóng trên cái nhựa thông. Và trên những cái đường này nè là được nghệ nhân họ khắc theo cái phong cách ngẫu hứng, nhìn rất là độc đáo. Bình này các anh chị mà chỉ cần trưng bày thôi, nó đã là một tác phẩm rất là độc đáo rồi, cực kỳ ấn tượng. Bình này nặng lắm các chị, nặng khủng khiếp. Bình này có thể là nó hơn 5 kg. Bình hôm qua là shop cân thử là nó hơn 5 kg. Cái cân của shop có 5 kg mà nó để lên là nó quay qua khỏi bên kia luôn. Rất là đẹp. Rất hiếm là gặp được cái sản phẩm mà to đẹp như thế này các chị. Cái bình này cái dáng rất là thanh, dáng rất là hay. Đây chúng ta thấy là cái vết trí của bezel nè, và đây là cái ấn triện của cái sản phẩm. Đây ấn triện do cái đèn nó sáng nó khó. Lật lại đi, nghiêng nghiêng lại nghiêng lại. Bên ngoài cái triện nó rất là rõ do cái ánh sáng đèn được anh chị, khi mà chúng ta quay thì nó không có rõ bằng. Đây là cái ấn triện đặc trưng của cái dòng bezel. Bezel thì nó có khoảng vài chục cái nghệ nhân của cái gia phả, tức là cái gia tộc đó, thì đây là một trong những cái gia tộc cũng rất là nổi tiếng. Bên này cốt dày nặng, cực nặng, ở Việt Nam chúng ta gọi là gốm mộc vuốt tay, thì nó cực kỳ đắt đỏ. Chỉ riêng những cái sản phẩm mà gốm mộc của Việt Nam thôi mà vuốt tay thì nó đã đắt đỏ rồi, còn của Nhật thì cũng thấy những cái bình này ở Nhật nó cũng vậy, cực kỳ đắt đỏ. Cái bình này nó cao 36 năm, rất là cao các anh chị. Đường kính miệng là 11 năm. Dòng thân của nó là 87. Mã sản phẩm là H16, giá 3 triệu. Mã sản phẩm nó H16, giá 3 triệu. Phiên bán hàng của ngày 5 tháng 8 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.